Xin quý vị cùng chào đón chúng tôi, nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Kính thưa các quý vị, hôm nay là ngày sinh nhật chung của tất cả các quý vị. Chúng ta hát chư, chúng ta hát Happy Birthday. Happy Birthday. Trước hết tôi xin có đôi lời kính thưa cùng các quý vị. Chúng tôi cảm ơn các quý vị rất nhiều là các quý vị đã đến đây với chúng tôi. Chúng ta cứ kể như là hôm nay là ngày sinh nhật chung của mọi người. Bởi vì tôi nói ngày nào cũng sinh nhật của tôi hết. Thành ra mình hưởng được nhiều. Và tôi xin đặc biệt cảm ơn nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng, nhạc trưởng Trần Trúc, là người đã tốn rất nhiều công để mà thực hiện chương trình đêm nay. Và các quý vị thưởng thức nhạc đêm nay là do cái sự huấn luyện của thầy Nguyễn Khánh Hồng và thầy Trần Trúc. Chúng ta xin hoan hô họ. Vâng, và thưa các quý vị, không thể nào không có khán giả mà thành ra nhạc được. Vì nhạc có ba yếu tố: phải có người viết, có người trình diễn, phải có người nghe. Không có người nghe thì không có. Thành ra các quý vị cũng thành phần hết sức quan trọng ở trong chương trình đêm nay. Chúng tôi cảm ơn các quý vị. Và bây giờ là chương trình chính thức được bắt đầu. Chúng tôi mở màn tối hôm nay với một tác phẩm quen thuộc với tất cả chúng ta, Waves of Danube. Tác phẩm này được nhạc sĩ Lê Văn Khoa đặt tựa đề là Sóng Nước Biếc, của tác giả người Serbs Nam Tư, ông Ion Ivanovic. Nhưng mà ông sang Romania sống quãng đời còn lại của ông, viết được 350 tác phẩm. Nhưng mà trong 350 tác phẩm này, những bài luân vũ nổi tiếng, chỉ có bài Waves of Danube, Sóng Nước Biếc, là nổi tiếng nhất trên thế giới. Mời quý vị cùng thưởng thức Sóng Nước Biếc tối nay. Nhạc sĩ Lê Văn Khoa đặc biệt, ông viết thêm phần phụ đệm để giúp cho dòng nhạc thêm hưng phấn, thêm hương vị, qua phần điều khiển gian nhạc của nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng.
Nhạc sĩ Lê Văn Khoa lúc còn trẻ, có một thời gian ông lâm bệnh lao phổi rất nặng và ông tưởng là mình không còn bao lâu để sống nữa. Nhưng mà ngày hôm nay đến 80. Lúc ở giường bệnh, ông thèm đời sống quá và ông nghĩ mình ra đi lúc này thì quá tiếc, nên để lại một điều gì đó. Và ông đã viết nên tác phẩm Ngày Mai Chia Tay. Ngày mai chia tay nghe thì buồn, nhưng mà thực sự lại là những lời đầy hy vọng chất chứa của một người muốn sống. Tối nay chúng ta nghe lại nhạc phẩm này để nhớ đến một quãng thời gian nhạc sĩ Lê Văn Khoa lâm trọng bệnh. Và đặc biệt tối nay tiếng hát của người bạn đời của ông nhuận chính lại một ít lời hát để gửi đến quý vị. Xin mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Ngọc Hà.
chóng tàn, thời gian sao đang tầm đêm xóa mờ tuổi dài. Ngàn gió khiến hoa xuân lìa cài và mất biết ngày xưa, dệt bao nhiêu mộng ước giờ héo hắt từng bước, làm tim tôi nức nở nghẹn ngào. Ngày mai ta chia tay nhau, đời như bóng chiều, lòng còn chua xót nhiều. Dù ráo nước mắt vì quyến luyến tình xưa, người đi vui xây tương lai, một chiều nắng phai nhạc lòng thôi đắm say, đành cố điếm trang cho dừa. Ta luôn còn bài thơ Tự Tình Dưới Hoa của Đinh Hùng trở thành bài hát Mộng Dưới Hoa. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã hình thành một tuyệt tác vô cùng tuyệt diệu. Có thể nói đây là một bản tình ca tuyệt vời, nổi tiếng nhất của Việt Nam. Và trong giây phút này, mời quý vị hãy quên đi tất cả những bận rộn, những mệt mỏi hay những cô đơn trong đời sống, để cùng thả hồn về những kỷ niệm đẹp, những giây phút hạnh phúc rất đáng sống trong cuộc đời của chúng ta, cùng với tiếng hát nồng ấm của Quang Tuấn trong ca khúc Mộng Dưới Hoa. Chưa gặp em, anh vẫn nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng, mắt xanh là bóng dừa hoang dại, âu yếm nhìn tôi không nói năng. Ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ, mấy ngàn gió núi đọng trên mi, áo bay mở khép nghìn tâm sự. Hẹn lâu rồi em nói đi, nếu bước trên ngà có mỏi, xin em dựa sát lòng anh. Ta đi vào rừng xanh, vớt cánh rồng vàng bên suối, ôi hoa kề vai hương ngát mái đầu. Đêm nào nghe bước mộng trôi mau,
gió ơi, gửi gió lời tâm niệm, và nguyện buồn chiều ta có thì chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến ca khúc Hương Xưa. Đây là một bài hát mà ông đã viết ra trong những thập niên khi đất nước chúng ta đang điêu đứng vì chiến tranh. Do đó, lời ca cũng bàng bạc những máu xương tơi bời nhiều mùa thu. Cung Tiến được xem như là người nhạc sĩ trẻ nhất có sáng tác được phổ biến rộng rãi với bài Hoài Cảm khi ông chỉ mới 14 tuổi. Mời quý vị nghe Nguyễn Cao Nam Chân trình bày tiếp theo đây ca khúc Hương Xưa của Cung Tiến. Thuyền đò
đường thì nghe vang trên trong sương mơ. Quý vị, Enrico Tuselli là một sáng tác gia người Ý. Thế nhưng ông chơi dương cầm và sáng tác và dành tất cả những thời giờ của ông để đánh với dàn nhạc và viết một số ít tác phẩm, trong số đó có bài Serenata. Nhạc vòng này mô tả lại cảnh tình tứ tỏ tình buổi tối, tha thiết lãng mạn, và được nhạc sĩ Phạm Duy viết lời Việt. Hòa âm của Lê Văn Khoa, tối nay chúng ta sẽ thưởng thức Serenata với tiếng hát của Mộng Thủy. Thank you.
triệt biển lắng tiếng sâu đời. Người ơi đến bên tôi nghe lời sao xuyên như chuyện thần tiên. Niềm mơ xưa là đó. Cho ta nâng niu lời thơ chiều mơ không xa. Trôi bên sông xa đừng chờ, xin hãy lắng nghe bao lời thơ chiều ta. Chiều ngân nhạc giật dịu ái ơn. Người ơi nhớ mãi cung đàn, năm tháng phai tàn duyên kiếp vẫn còn lỡ làng. Đã quên hết sầu chưa, lời này là tiếng xưa. Quỳ dương dưới nắng phai mờ, bên cuối ở thờ ôi kiếm tơ tình mong chờ. Chiều êm êm đưa duyên về người, đàn chiêng miên lắng tiếng sâu đời. Người ơi đến bên tôi nghe lời sao xuyên như chuyện thần tiên. Niềm mơ xưa là đó. Cho ta nâng niu lời thơ xa, hờ hững khói thiên đường, thuyền trôi bên sông xa đừng chờ. Xin hãy lắng nghe bao lời thơ chiều ta. Nhạc chiều của chúng ta Thưa quý vị, nhạc sĩ Lê Vân Khoa có thời gian ở San Diego và trong thời gian này ông đang viết tác phẩm đề đời Giao hưởng Việt Nam 1975 thì nghe tin thân phụ ông qua đời tại Việt Nam. Quá đau buồn, ông viết nên tác phẩm Nocturne, buổi tối. Nhạc phẩm này theo thể nhạc êm dịu và nhẹ nhàng. Thế nhưng ông viết tác phẩm Nocturne với nỗi đau quặn thắt, thương nhớ về người thân phụ ở chốn xa, không thể gặp được vào lúc lâm chung. Tối hôm nay đặc biệt thể theo lời yêu cầu của nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng, nhạc sĩ Lê Văn Khoa soạn lại hòa âm cho violin độc tấu cùng với piano với phần trình tấu của Nguyễn Phúc Hải từ Seattle, Washington. Mời quý vị thưởng thức sau đây.
Nhạc sĩ chuyên viết tình ca Ngô Thụy Miên, và ông đã dứt khoát là suốt một đời này chỉ chuyên trị tình ca. Anh đã sáng tác trên 70 tình khúc, bắt đầu từ năm 1963 cho đến ngày hôm nay. Một trong những nét rất đặc biệt về nhạc của Ngô Thụy Miên là nỗi niềm rất riêng tư được phổ ở trong lời nhạc. Thành ra các ca khúc chúng ta cảm nhận được rất là nhiều những cảm tình cảm rất là nồng nàn và diễn tả được hết những cái cảm xúc của người, nhất là những người đang yêu. Trong chương trình ngày hôm nay, một nhạc phẩm của Ngô Thụy Miên xin kính mời quý vị thưởng thức, đó là tình khúc Riêng Một Góc Trời, và xin được chào đón tiếng hát trữ tình của Phạm Hà. Mình nhớ thương nhau.
màn sao lấp lánh hát có mong chờ em về lối xưa. À còn nắng ấm thấy lòng sao buốt giá. Bài hát kế tiếp là một câu chuyện kể về một người công chúa Trung Hoa. Một cô công chúa này rất là đẹp, đẹp não nùng, nhưng mà cô lại vô cùng độc ác, và đặc biệt là độc ác với những nam nhân. Nếu mà quý vị nào, ông nào mà muốn kết hôn với cô đó là phải trả lời đúng 3 câu hỏi. Nếu sai một chút thôi là bị chém đầu ngay lập tức. Thì có một vị hoàng tử Kailash đến cầu hôn, nhưng mà ông này giỏi lắm, đã trả lời đúng hết. Nhưng mà khi ông trả lời đúng hết rồi, cô công chúa lại thay đổi ý kiến, không muốn giữ lời hứa. Thì ông hoàng tử này rất là hào hoa và cho cô một đường lối thoát là nếu mà từ đêm tới sáng công chúa này nói đúng tên chàng thì chàng sẽ chịu chết. Như vậy thì công chúa không cần phải lấy ông. Do đó lệnh được loan truyền khắp Bắc Kinh, Nesundoma có nghĩa là không ai được ngủ, và những ai mà không giúp công chúa nói đúng tên chàng thì cũng bị công chúa giết luôn. Nesundoma là một ca khúc rất hay của nhà viết opera lừng danh Puccini. Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng viết phần nhạc đệm cho dàn nhạc Hội Hiếu Nhạc. Mời quý vị thưởng thức với tiếng hát Teresa Mai.
và mở đầu cho khuynh hướng sáng tác tình ca quê hương của nhạc sĩ Phạm Duy. Ông nói rằng sau một thời gian nhọc nhằn với chiến tranh và rồi sự phân chia đất nước sắp diễn ra, ông muốn viết nhạc để ca ngợi quê hương, và chỉ cần nghe giai điệu, quý vị sẽ thấy một bầu trời kỷ niệm của quê cha đất tổ trước mắt. Tối nay, tình ca và tình hoài hương của Phạm Duy sẽ được diễn đạt qua phần trình diễn của Lê Hồng Quang. Mời quý vị cùng thưởng thức. Đường tình ngàn phương.
về miền quê lại lang xa quê hương, yêu quê hương. Nhạc sĩ Lê Vân Khoa trong thời gian viết bài giao hưởng Việt Nam 1975. Có thời giờ thì ông viết những ca khúc, và trong số này có một ca khúc mà khi phỏng vấn thì ông nói rằng nảy lửa. Mà nghe thoạt đầu thì cái tựa đề rất là nhẹ nhàng, mơ về quê tôi, tại sao lại nảy lửa như thế? Nhạc sĩ Lê Vân Khoa cho biết, bởi vì ngay trong phân khúc đầu, ông muốn nhấn mạnh đến cái nỗi niềm đau xót cho đất nước Việt Nam ngày nay và những nỗi nhớ thương nặng nhọc trong lòng của ông. Thế nhưng phân khúc thứ nhì chúng ta lại thấy nhẹ nhàng hơn, mô tả một ngày hy vọng nắng ấm tràn đầy và sự tự do dân chủ cho quê nhà, người Việt Nam trở về trong vinh quang. Mơ về quê tôi của nhạc sĩ Lê Văn Khoa được diễn đạt qua tiếng hát của Bích Vân. Mời quý vị thưởng thức. Chết mất xin đâu lấy người hoặc đó.
tiếng gọi của non sông lên đường tổng quân, rồi thời gian chinh phụ khắc khoải chờ chồng và hồn vọng phu ba là những tiếc nuối xót xa khi người chiến binh trở về thì người xưa không còn nữa. Mỏi mòn trong nỗi nhớ, trong vô vọng, nàng và con đã hóa thành đá mà người đời đặt tên là hòn đá vọng phu. Nhạc sĩ Lê Thương mất gần 5 năm trời để viết nên trường ca Hòn Vọng Phu. Và thưa quý vị, Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có Hòn Vọng Phu. Và đến ngày nay, khi đến Lạng Sơn, miền Bắc Việt Nam, chúng ta lại được cảm hứng qua trường ca Hòn Vọng Phu của Lê Thương. Tối nay trường ca này được gửi đến quý vị qua phần trình diễn của Little Saigon Master Choral. Mời quý vị thưởng thức sau đây. Thank you.
nhìn thấy nhạc sĩ Lê Vân Khoa từ hồi ở Sài Gòn, Việt Nam trước năm 1975, thì thấy ông rất yêu thương các em thiếu nhi. Trong chương trình Đố Vui Đại học của ông, tất cả những người ở Sài Gòn trước 75 đều nhớ thấy hình ảnh dễ thương này. Và sang đến ngày hôm nay, khi bắt đầu sáng tác, ông cũng luôn nghĩ đến các em. Và một trong những sáng tác của nhạc sĩ Lê Vân Khoa là ca khúc Nếu Có Ai Hỏi Em. Ông viết riêng cho các thiếu nhi ở hải ngoại. Là một ca khúc ngắn được ông viết và chan chứa tình yêu quê hương và lòng tự hào của một người Việt Nam. Có những câu như sau. Nếu có ai hỏi em là người nước nào? Em sẽ xin thưa rằng, em là người Việt Nam trong máu xương, hồn linh em, gan ruột em, óc tim, từng tế bào, đây Việt Nam. Vì quốc biến ly hương, nhưng sẽ có ngày về nước em. Nếu có ai hỏi em sẽ qua phần trình bày của Hugo Nguyễn, Thùy Anh và Tường Vi cùng ban nhạc thiếu nhi với 15 nhạc sĩ tí hon của hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ Nhi Đồng trình tấu. Mời quý vị thưởng thức sau đây, Nếu Có Ai Hỏi Em.
Chúng ta sẽ bước tới dòng nhạc của Vũ Thành. Trong những nhạc sĩ tiền chiến nổi tiếng một thời, không ai quên nhạc sĩ Vũ Thành với các tác phẩm như Giấc mơ hồi hương, Nhặt cánh sao rơi. Và theo nhạc sĩ Phạm Duy thì ca khúc của Vũ Thành có nét nhạc thanh tao, ống ả, đem đến một luồng không khí mới mẻ cho tân nhạc. Và trong số ít các ca khúc của nhạc sĩ Vũ Thành có một bài hát mà rất ít người được biết đến, đó là bài Thụy Khúc. Mời quý vị thưởng thức với tiếng hát của danh ca Quỳnh Giao. Oh!
trời vừa chớm thu, ô hoen mây trời gió vàng hát hiu. Chiều dần xuống tâm tư chẳng chứa môi sầu cô lưu hoài, ngàn thông bóng nghiêng khẽ ru trên miên hương. Chiều nhạt phai màn sương dần lan, đêm về màn ngõ nhẹ khép cánh mi dài. Dù hồn vào mơ, dù lòng say sưa, quên thề đã lứa, tình đã sớm phai. Chiều đã chiều rồi, đây lắng nghe sao thu ngang trời hát cùng gió thu. Mặc đời phù du, mặc tình thơ ơ, tơ lòng tan nát theo cùng làn gió. Nhạc sĩ Từ Công Phụng sinh ra ở miền đất Ninh Thuận với bờ biển cát trắng, dạt dào tình tự quê hương. Trong một cuộc phỏng vấn, ông kể lại rằng từ thuở nhỏ, nhất là mùa đông, nhìn thấy những cốc dạ trơ ra trước ánh nắng nhẹ nhàng, nhìn những cánh diều và thơ thẩn. Nhưng mà bờ biển Ninh Thuận cũng là niềm cảm hứng cho ông viết nên tác phẩm Kiếp Dạ Tràng. Mời quý vị trở lại bờ biển Ninh Thuận với nhạc sĩ Từ Công Phụng qua tiếng hát Anh Dũng. Thank you.
nương rót mưa về qua trời mưa. Một mình ta đứng ngàn con sóng gào bạc đâu nhẹ sôi lên dấu chân ghi cuộc tình nhòa trên cao lời người nghe đã chợt lạc loài trên thân giã tràng tuổi phân hoài không tháng sẽ gác biệt thời gian như ngừng trôi giữa chiều tan ta thầm gọi tên người đã vắng xa phương trời cuộc tình như cơn lốc mang theo vào chung giường khép kín ngàn đời tình người đâu có thấu cho ta giá trời đem đời sẽ cơ duyên trên bãi cát vàng hảo huyền chợt nghe lớp sóng sôi lên đời vì niềm cay đắng vết hằn đời mình người ơi hãy dù hồn ta vui thời gian như ngừng trôi giữa chiều phương trời cuộc tình như cơn lốc mang theo hồn người vào chung giường khép kín u mê ngàn đời tiếng người đâu có thấu giá trang đẹp đời sẽ như duyên trên bãi cát vàng hảo chợt nghe lời sóng xô lên đời mình niềm cay đắng vết hằn đời mình người ơi hãy ru hồn ta ngủ quên.
Thường thì các nhạc sĩ, các nhà thơ có gợi hứng từ những bóng hồng. Tác phẩm kế tiếp cũng từ những gợi hứng đó. Nhà thơ Quang Dũng là người ở Sơn Tây và ông có mê một nàng. Nàng này tên là Nhật. Câu chuyện có thật. Nàng bán cà phê và các anh chàng thường xuyên lân la để thăm hỏi nàng, làm quen với nàng, đặt tên cho nàng là Akimi bởi vì cái tên Nhật của nàng. Sau 54, nàng vào Sài Gòn và sống ở tự do, từ đó mất liên lạc. Nhưng nhà thơ Quang Dũng vẫn nhớ đến đôi mắt đẹp của nàng và đã viết nên bài thơ Đôi Mắt Người Sơn Tây. Phạm Đình Chương cũng cảm hứng từ đó và phổ nhạc cho tác phẩm này. Tối nay chúng ta gợi nhớ lại hình ảnh rất đẹp của đôi mắt qua đôi mắt và tiếng hát của Bích Liên. Mời quý vị thưởng thức. Chiến thiếu quê hương, xài
Nghe nhạc nếu chúng ta hiểu và biết được cấu trúc và ý nghĩa thì sự thưởng thức sẽ tăng gấp bội. Nhạc sĩ Lê Văn Khoa có lối hòa âm độc đáo là lột tả tinh thần của bài ca, chuyển âm thanh thành hình ảnh như trong bài dân ca Xe Chỉ Luồng Kim sẽ được trình diễn tứ ca sau đây. Đó là phần trình diễn của bốn giọng ca Ngọc Hà, Vương Lan, Vũ Anh và Bùi Quỳnh Giao sẽ hợp lại để tạo nên một bức tranh Xe Chỉ Luồn Kim qua nét dân ca Việt Nam và qua phần hòa phối của nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Nhiều người thấy rằng là nhạc sĩ Lê Văn Khoa viết nhạc kỳ lắm. Ông không viết nhạc giống người ta, thường thường thì hay viết nhạc không lời. Nhưng mà thưa quý vị, nhạc không lời đó không phải là một loại nhạc dễ thực hiện. Vì cái loại nhạc đó cần phải có sự gợi cảm và lôi cuốn của nó mà không có ca từ để phụ diễn, giúp theo. Evening của Lê Văn Khoa khởi đi bằng tiếng piano độc tấu lẻ loi, chơi vơi, lạnh lẽo, rồi từ từ được dàn nhạc tiếp vào, đem hơi ấm bao trùm không gian.
Evening sẽ đến với quý vị qua tiếng đàn độc tấu piano của một tài danh đến từ Úc Quốc. Xin cùng chào đón dương cầm thủ Nguyễn Vân Anh. Tối nay quý vị sẽ nghe một ca khúc của nhạc sĩ Lê Vân Khoa nhưng bằng tiếng Anh, và ông tạm dịch: đêm dâng ân tình, nắng đốt yêu thương, chia ly một lần, tách bến thiên đường, giờ đành gợi nhớ.
Bài hát I Remember để ông nhớ đến những gì mà đã một thời trải qua. Hòa âm của Lê Văn Khoa và đã được James Banerian chuyển ngữ. Gửi đến quý vị qua giọng kim soprano của Diana Nebria Rossino. Inside me came
Miss Saigon của Claude Bichon Schoenberg và Alain Bublin, phỏng theo opera Madame Butterfly của Puccini. Đây là một trong những vở nhạc kịch ăn khách nhất thời đại hiện nay ở tại New York và ở các nơi khác trên toàn thế giới khi đi lưu diễn. Bối cảnh là Saigon, Miss Saigon, đầu thập niên 70. Binh sĩ người Mỹ là anh chàng Chris gặp một cô gái bán bar tên là Kim. Và hai người đã yêu nhau, thề non hẹn biển. Và không biết được hai người có gặp lại nhau không, nhưng mà buổi tối hôm đó, trước khi lên máy bay về nước, hai người đã hát với nhau nhạc phẩm Sun and Moon. Phần phối khí đặc biệt của nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng qua phần song ca tối nay Sun and Moon với Theresa Mai và Phạm Hà. Một nhạc sĩ người Áo, ông đã viết từ năm 1866 và cho đến nay thì vẫn được gọi là bài Luân Vũ được trình diễn nhiều nhất trên thế giới.
với tiếng hát thanh thoát tuyệt vời của Bích Vân sẽ cống hiến chúng ta giai điệu tưng bừng của Dòng Sông Xanh, nhạc Johann Strauss đệ nhị, lời Việt của Phạm Duy và phần hòa phối theo lời của nhạc sĩ Lân Khoa là hòa phối rất là điệu nghệ của nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hồng. Oh.
vị cho Bích Vân xin hát thêm một câu nữa nhé. Hồi nãy chúng tôi có giới thiệu nhạc sĩ Phạm Duy khi vào miền Nam bắt đầu khuynh hướng viết tình ca quê hương, gợi nhớ quê hương với tình hoài hương. Thế nhưng đến năm 1956, thời đệ nhất Cộng Hòa, vụ văn hóa thời gian đó yêu cầu ông, thậm chí ép buộc, bởi vì biết nhạc sĩ Phạm Duy viết quá nhiều bài hát hay. Họ yêu cầu ông viết một bài hát nào đó, ca khúc nào đó mà mọi người dễ nhớ và ca ngợi Việt Nam. Ông tâm sự, ông viết nên nhạc phẩm này bởi vì bổn phận công dân. Điều đáng tiếc là như thế. Cho nên ông viết là bởi vì bị ép để viết. Và ông viết bài Chào Mừng Việt Nam. Sau đó đã đổi thành Việt Nam, Việt Nam. Nhạc sĩ Phạm Duy không ngờ là tác phẩm này ông viết bằng cái sự ép buộc đó trở thành bài hát. Có thể nói bài quốc ca Việt Nam không chính thức. Tất cả những người dân Việt Nam ai cũng biết bài hát này. Tối nay mời quý vị một lần nữa thưởng thức Việt Nam Việt Nam qua phần trình tấu, trình diễn của ban hợp xướng Little Sài Gòn Master Crow và qua phần điều khiển giàn nhạc tối nay một lần nữa, nhạc sĩ Trần Trúc. Thank you.
Thưa quý vị, ca khúc kế tiếp chúng tôi mời quý vị thưởng thức đó là bài Ca ngợi tự do. Đây là hành âm cuối của Symphony Việt Nam 1975 của nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Tổ khúc này nhắc nhở chúng ta rất nhiều về biến cố 1975 khi chúng ta phải rời xa quê hương để đi tới một đất nước mới. Tổ khúc sẽ diễn tả cái tâm trạng của đoàn người khi vượt biên, những cái đoạn đời rất là đau khổ, và khi thoát những hiểm nguy của bão tố, của hải tặc, họ đã đến được bến bờ tự do, và lúc đó là lúc mà họ lên tiếng để ca ngợi tự do. Chúng tôi dành tác phẩm này buổi tối nay để kết thúc chương trình. Và nếu mà chỉ cần một chút xíu tài năng của ông không thôi, thì chúng ta cũng trở thành những người nhạc sĩ tài ba như ông. Một chút xíu thôi. Quý vị đã nghe phần hòa âm của Lê Văn Khoa, một nhiếp ảnh gia Lê Văn Khoa viết nhạc mọi thứ các cái. Nhưng mà tối nay chúng ta mừng thọ ông 80 tuổi. Quý vị tưởng tượng một người nhạc sĩ 80 mà sẽ lên trên bục để điều khiển dàn nhạc. Xin quý vị một tràng pháo tay ca ngợi tự do, nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Xin cảm ơn tất cả các quý vị. Với tất cả cái sự lòng hậu của các quý vị, tôi ước gì tôi có cái quả tim thật lớn để yêu tất cả mọi người. Nhưng mà nhỏ quá. Tuy nhiên chúng tôi không quên lời cảm ơn tất cả các quý vị để đến góp vui với chúng tôi. Chúng tôi đã cảm ơn nhạc sĩ, nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng, nhạc trưởng Trần Trúc. Bây giờ chúng tôi xin cảm ơn tất cả các nhạc sĩ ở trong dàn nhạc giao hưởng. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các ca sĩ ở phía sau. Vâng, cái sự đóng góp của các quý vị là vô biên. Các vị đã để rất nhiều thời giờ để mà tập dượt để chuẩn bị cho chương trình hôm nay. Nhưng mà thưa các quý vị, tôi sở dĩ mà sống được cho tới giờ phút này cũng nhờ một người. Tôi thấy các quý vị cười. Vâng, tôi xin được cảm ơn bà xã tôi. Bà xã tôi đâu đó trong ban hợp ca. Bởi vì lúc nào... Vâng, lúc nào bà cũng sát cánh bên tôi để mà giúp tôi hoàn thành cái sứ mạng của một người Việt Nam. Vâng, sự hy sinh của nhà tôi và các con tôi rất nhiều, rất nhiều. Bởi vì họ không hưởng được gì hết. Tôi cúi đầu cắm đầu làm việc cả ngày cả đêm. Rồi tôi có hứa là sau này tôi sẽ bớt làm việc. Để còn có chút đến với gia đình. Và bây giờ chúng tôi kính mời quý vị thưởng thức bài nhạc cuối của chương trình hôm nay. Ca ngợi tự do với Little Saigon Master Crow qua phần điều khiển dàn nhạc. Nhạc sĩ Lê Văn Khoa, mời quý vị thưởng thức.
Lê Văn Khoa và dàn nhạc Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, ban hợp xướng Little Saigon Master Choir. Xin mời nhạc trưởng Trần Trúc. Wow. Và bây giờ tất cả các anh chị em nghệ sĩ xin được mời ra cùng các em thiếu nhi. Các em thiếu nhi tối nay tuyệt vời. Phạm Hà, Teresa Mai. Xin mời tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Bích Vân, Mộc Thủy, Lê Hồng Quang, Nguyễn Cao Nam Trân, Bích Liên, chị Quỳnh Giao, anh Dũng, chị Ngọc Hà, phu nhân phải đứng gần nhà Văn Khoa chứ. Tấn Triệu. Xin mời. Các chị em trong ban tổ chức và nhiều nữa. Chị Mỹ Lệ. Một lần nữa, cảm ơn tất cả sự hiện diện của quý vị tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ còn mừng thọ 90, 100, 110 nữa phải ông Lê Minh Khoa? Yeah, anh sẽ còn đứng trên đây để điều khiển dàn nhạc. Và những vòng hoa được gửi đến anh. Mừng thọ 80. Dạ vâng, và một lần nữa chúng tôi rất là cảm tạ sự hiện diện của toàn thể quý vị ở nơi đây. Đây là một cái niềm vui rất là to lớn đối với người nhạc sĩ, chúng ta nói là ông nhạc sĩ trưởng bối, nhạc sĩ già Lê Văn Khoa. Và cũng nhân dịp này, Kim Anh xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả, các bạn hữu đã đến đây để chia vui với chúng tôi, và những người mà những thời gian vừa qua đã giúp rất nhiều trong việc giúp cho buổi hòa nhạc ngày hôm nay được thành công. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Lần nữa, nhạc trưởng Lê Văn Khoa, nhạc trưởng Trần Trúc, nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng, dàn nhạc Hội Hữu Nhạc Việt Mỹ Little Saigon Master Choral, xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Have a wonderful evening. Thank you so much for being here with us. Thank you, and thank you. We'll see you next year, maybe? Yes, thank you.